Chiến thắng 2-1 mới đây trước West Ham đã giúp Arsenal củng cố vị trí thứ tư cùng với khoảng cách 2 điểm khá an toàn so với đội bắt đầu là Tottenham Hotspur. Sau triều đại của Arsene Wenger, chỉ lúc nào Arsenal lại có niềm tin vào tấm vé dự Champions League lớn đến như vậy. Lần gần nhất họ được hít thở và nghe bản nhạc Champions League là cách đây 5 năm. Cụ thể là ngày 7 tháng 3 năm 2017. Đó là một kỷ niệm không mấy vui vẻ khi Arsenal bị Bayern Munich tàn sát với tỷ số 5-1 ngay tại Emirates, đồng nghĩa với thất bại 20 tuổi hổ sau 2 lượt trận trước Hùng Xám. Sau đây, hãy cùng cảm受 xem những cái tên góp mặt ở đội hình Arsenal gần nhất ra sân ở Champions League giờ ra sao. Thủ môn David Ospina. Ở Premier League, Ospina chỉ là sự lựa chọn thứ hai trong khung cột của Arsenal sau Peter Cech. Tuy nhiên, thủ thành người Colombia vẫn được tin tưởng giao trọng trách bắt chính ở các giải đấu cúp và trong đó có Champions League. Đến mùa 2018-2019, cộng với việc Arsenal chưa một thành công Berlino, David Ospina đã phải ra đi tìm kiếm cơ hội. Năm đó, anh gia nhập Napoli dưới dạng cho mượn. Một năm sau, anh được câu lạc bộ của Ý mua Đức. Hiện tại, Ospina vẫn đang có một suất bắt chính ổn định trong khung thành của Napoli. Hậu vệ trái, Nacho Monreal. Hậu vệ người Tây Ban Nha gắn bó với Arsenal trong giai đoạn từ 2013 đến 2019. Tuy không quá nổi tiếng như những ngôi sao khác, nhưng Nacho Monreal vẫn được đánh giá là một cầu thủ cần cù, chịu khó trong thi đấu. Do vậy mà anh cũng chiếm được phần nào lòng tin của Arsene Wenger. Monreal ra sân cho Arsenal 251 trận. Sau này, vấn đề tuổi tác đã ảnh hưởng khá nhiều đến khả năng của cựu hậu vệ Malaga. Tháng 8 năm 2019, hậu vệ này trở về Tây Ban Nha với bến đỗ là Sociedad. Trung vệ Laurent Koscielny. Koscielny gia nhập Arsenal vào năm 2010. Phong cách thi đấu chắc chắn và đầy mạnh mẽ đã giúp cầu thủ người Pháp trở thành sự lựa chọn hàng đầu của Arsene Wenger. Đến mùa 2018-2019, sau khi Per Mertesacker giải nghệ, Laurent Koscielny được bầu làm đội trưởng. Mặc dù vậy, Koscielny cũng thường xuyên gặp chấn thương. Hơn nữa, sau mùa giải đầu tiên đeo băng phủ quân Arsenal, trung vệ sinh năm 85 đã từ chối tham dự chuyến du đấu mùa hè của đội bóng này và công khai bày tỏ nguyện vọng gia nhập Porto. Không thể thay đổi được quyết định của Koscielny, Arsenal buộc phải chấp nhận để anh trở về nước Pháp. Trung vệ Skoran Mustafi được Arsenal chiêu mộ từ Valencia với 35 triệu bảng. Song, màn thể hiện của Mustafi trong 4 mùa giải tại Emirates khá phập phù. Một nguyên nhân khiến trung vệ người Đức thể hiện không tốt đến từ việc Mustafi gặp quá nhiều chấn thương trong khoảng thời gian này, với 11 lần chấn thương lớn nhỏ khác nhau. Không còn được trọng dụng như thời Mikel Arteta. Đầu năm 2021, Skoran Mustafi gia nhập Schalke 04. Tuy nhiên đến cuối mùa, anh đã cùng với đội bóng này xuống hạng. Mùa hè năm đó, anh gia nhập Levante. Hậu vệ phải, Hector Bellerin. Trưởng thành từ đội trẻ Arsenal, Bellerin đã cho thấy tiềm năng to lớn của mình ngay sau khi được đông lên đội 1. Hậu vệ sinh năm 95, nổi tiếng với những pha nước rút thần sâu khiến nhiều tiền đạo phải ngã ngẩm. Năm 2014, Hector Bellerin bắt đầu được sử dụng thường xuyên hơn và trở thành hậu vệ phải số 1 của Arsenal. Tuy nhiên, trong giai đoạn 2016 đến 2019, những chấn thương liên miên đã đến với Bellerin. Điều này khiến anh không thể phát triển như kỳ vọng. Tháng 8 năm 2021, nhằm tìm kiếm cơ hội ra sân nhiều hơn, Bellerin hồi hương khoác áo Betis. Tiền vệ Aaron Ramsey. Tiền vệ người Wales nhìn chung thể hiện khá tốt trong 11 năm khoác áo Arsenal, dù cho Ramsey thường xuyên bị chấn thương hành hạ. 369 lần ra sân cùng 64 bàn thắng, bên cạnh 5 danh hiệu là những gì mà Aaron Ramsey đã làm được tại Emirates. Đến tháng 2 năm 2019, anh đến với Juventus. Tại đây, tiền vệ sinh năm 90 hưởng mức lương 400.000 bảng một tuần. Con số biến Aaron Ramsey trở thành cầu thủ Vương quốc Anh hưởng lương cao nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, chấn thương vẫn không thôi buông thả Ramsey trong quá thời gian khoác áo Juventus. Đến kỳ chủ nhiệm mùa đông năm nay, anh gia nhập Rangers của Scotland theo dạng cho mượn. Tiền vệ Alex Oxlade-Chamberlain. Năm 2011, Arsenal phải bỏ ra 12 triệu bảng để có được sự phục vụ của Oxlade-Chamberlain từ Southampton. Sở hữu tiềm năng to lớn, nhưng Chamberlain lại chưa bao giờ được xem là sự lựa chọn thường xuyên của Arsenal. Theo Alan Jernan, tác giả của cuốn The Transfer Market, The Inside Stories, nguyên nhân là bởi Arsenal phải trả cho Southampton 10.000 bảng nếu như Chamberlain ra sân nhiều hơn 20 phút một trận. Mãi đến khi gia nhập Liverpool vào mùa hè 2017, Chamberlain mới thoát khỏi ràng buộc này. Tại Anfield,
Chamberlain thể hiện khá tốt và hiện được xem là quân bài chiến lược ưa thích của Jurgen Klopp. Đến nay, tiền vệ người Anh đã có được 5 danh hiệu cùng với Quỷ Đỏ, trong đó có chiếc vô địch Champions League và Premier League. Tiền vệ Granit Xhaka. Xhaka được Arsenal chiêu mộ từ Mönchengladbach với 35 triệu bảng vào năm 2016. Ngoài ra, Granit Xhaka cũng được đánh giá cao nhờ khả năng thực hiện những cú sút như đạn đạo lợi hại. Tháng 9 năm 2019, anh trở thành tân đội trưởng của Arsenal sau khi Koscielny ra đi. Tuy nhiên chỉ ít tháng sau, anh đã bị tước bằng thủ quân. Nguyên nhân là bởi tiền vệ người Thụy Sĩ đã không giữ được bình tĩnh và có hành vi không đẹp với các cổ động viên Arsenal. Tuy nhiên, sự cố đó không ảnh hưởng nhiều đến suất thi đấu của Xhaka. Anh tiếp tục được trọng dụng cho đến thời điểm hiện tại. Tiền đạo Alexis Sanchez. Sanchez được xem là một trong những ba hợp đồng thành công nhất của Arsenal trong thập niên 2010. Anh được biết đến là một cầu thủ tấn công, có sự kết hợp hài hòa giữa chất nghệ sĩ Nam Mỹ và yếu tố thực dụng của châu Âu. 3 năm rưỡi thuộc biên chế Arsenal, tiền đạo người Chile chơi 166 trận đấu, ghi 80 bàn thắng và có 45 kiến tạo. Tuy nhiên, Alexis Sanchez quyết định rời Emirates vào đầu năm 2018 để tìm kiếm các danh hiệu. Lúc bây giờ, anh chọn Manchester United và dành tặng các cổ động viên một bản piano đầy sao xuyến trong giai điệu của Glory Glory Man United. Thế nhưng đời không như là mơ. Ai ngờ việc chuyển đến Old Trafford là một quyết định sai lầm, khiến cầu thủ người Chile liên tục gặp khó khăn trong việc hòa nhập và cũng chìm nghỉm từ đó. Sau quãng thời gian gây thất vọng tại Man United, Sanchez phiêu bạt sang Inter vào năm 2019 theo dạng cho mượn. Một năm sau, anh được câu lạc bộ đến Munich và cùng với Nerazzurri vô địch Serie A 2020-2021. Tiền đạo Theo Walcott. Trong màu áo Arsenal, tiềm năng to lớn của Theo Walcott đã được anh khẳng định từ khá sớm. Tốc độ tuyệt vời, nền tảng kỹ thuật thượng thừa, sự song sáo là những phẩm chất giúp Theo Walcott được Arsene Wenger hết mực yêu quý. Đáng tiếc cho Walcott, những chấn thương triền miên đã ảnh hưởng đến sự thăng tiến của anh. 13 năm chơi cho đội chủ sân Emirates, Walcott có 398 trận đấu, 108 bàn thắng và 78 kiến tạo. Sau này, dưới dạng cầu thủ trẻ trung của Arsenal, Theo Walcott đã không còn được trọng dụng. Anh phải rời đi gia nhập Everton vào mùa đông 2018. Đến mùa hè 2020, Walcott gia nhập đội bóng cũ là Southampton. Tiền đạo Olivier Giroud. Công bằng mà nói, Giroud đã thi đấu khá tròn vai trong 6 mùa giải tại Arsenal. Dù thường xuyên bị underrated nghiêm trọng, thế nhưng tiền đạo người Pháp vẫn được đánh giá cao ở khả năng chia đầu và làm tường. Trong khoảng thời gian này, anh đã có 105 bàn thắng và 41 kiến tạo. Mùa đông năm 2018, Olivier Giroud gia nhập câu lạc bộ cùng thành phố là Chelsea và gắn bó với The Blues trong vòng 4 năm, đồng thời cũng có cơ hội vô địch Champions League 2021. Hiện tại, Giroud đang chơi rất ấn tượng trong mùa áo của AC Milan và đang giúp câu lạc bộ này hướng đến chiếc vô địch Serie A lần đầu tiên sau 11 năm. Ngày hôm đó, Arsenal còn có những ngôi sao vào sân từ ghế dự bị như Francisco Calan. Tiền vệ người Pháp gắn bó với Arsenal trong hai giai đoạn và sau khi chia tay Emirates vào năm 2018, Coquelin chuyển đến Valencia. Anh cập bến Villarreal và hiện tại đang cùng với tàu ngầm vàng có một chuyến hành trình đáng nhớ tại Champions League. Mesut Ozil từng là ngôi sao sáng tại Emirates, nhưng từ giai đoạn cuối triều đại Arsene Wenger, tiền vệ người Đức đang ngày càng sa sút và liên tục gặp các chấn thương hành hạ. Đến năm 2021, Mesut Ozil chia tay Arsenal để chuyển đến Fenerbahce. Lucas Perez, tiền đạo người Tây Ban Nha, gắn bó cùng Arsenal trong giai đoạn từ 2016 đến 2018. Sau đó, anh tiếp tục phiêu bạt đến một vài câu lạc bộ nữa trước khi gắn bó với Cadiz cho đến thời điểm hiện tại. Arsene Wenger, ông được xem là huấn luyện viên vĩ đại nhất lịch sử Arsenal. Thế nhưng, những năm cuối cùng của triều đại Wenger thực sự chìm trong bi kịch. Arsenal của ông đã sa sút không phanh và có hai mùa liên tiếp 26-27 và 27-28 bật ra khỏi top 4. Sau những tháng ngày thất vọng, thì điều gì đến cũng phải đến. Cuối mùa 27-28, Arsene Wenger tuyên bố từ chức huấn luyện viên trưởng và có chiến thắng 1-0 trước Huddersfield Town như một lời chia tay. Thời điểm hiện tại, ông đã không còn theo nghiệp cầm sa bàn và đang đảm nhận chức vụ giám đốc phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA. Đây là giờ ra sao của những cái tên góp mặt trong đội hình Arsenal lần cuối cùng ra sân ở Champions League. Nửa thập kỷ đã trôi qua và các Gunners đang tràn trề hy vọng về một điệu nhạc Champions League sẽ được cất vang tại Emirates vào mỗi giữa tuần. Chúc cho các pháo thủ có thể sớm mang một thu súng của mình trở lại châu Âu.